Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại về kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức RSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo, phần số 3, bài 3 hàng đẳng thức đáng nhớ. Mục 3 nhỏ, tổng hiệu hai lập phương. Bây giờ thầy có một bài toán như sau, cho biểu thức A bằng A lập phương trừ A bình phương B cộng AB bình phương cộng với BA bình phương trừ AB bình phương cộng với B lập phương. Bây giờ chúng ta đọc câu A và chúng ta giải câu A trước. Thứ nhất là rút gọn biểu thức A. Biểu thức A thầy viết lại. Muốn rút gọn biểu thức A thì chúng ta sẽ tìm cả cái biểu thức đối nhau thì cộng lại nó triệt tiêu. Bây giờ các em nhìn vào đây để các em mà thấy này, trừ A bình B này và BA bình thì phép nhân có tính chất giao hoán, cho nên chúng ta viết lại là cộng AB bình. Như vậy hai biểu thức này nó triệt tiêu này. Rồi AB bình trừ AB bình là triệt tiêu này. Cuối cùng chỉ còn A lập cộng với B lập thôi. Thầy viết lại một tí. A lập trừ A bình B cộng BA bình. Thì viết sau này ra trước này. Rồi cộng với AB bình này. Trừ cho AB bình cộng với B lập này. Hai cái biểu thức này này. Triệt tiêu này, hai biểu thức này cũng triệt tiêu, cuối cùng chỉ còn lại A lập cộng B lập. Như vậy là chúng ta rút gọn xong. Câu B là biến đổi A về tích. Câu này hơi đặc rồi. Bây giờ thầy viết lại câu A, câu viết lại câu B này, ở cái biểu thức này các em này. Thì bây giờ các em nhìn vào đây mà muốn biến đổi thành tích nhỉ? Là phải có nhân tử chung, đúng không? Đây có 6 hàng tử mà có hai dấu trừ. Cho nên chúng ta sẽ gom hai cái biểu thức dấu trừ lại với nhau. Rồi còn thầy sẽ gom như thế này này. A lập này cộng với BA bình này thì gom lại một nhóm này. Rồi AB bình này cộng với BA bình thì gom lại một nhóm này. Trừ A bình B này, trừ A bình B gom lại một nhóm. Đúng không? Rồi cuối cùng là AB bình thì thấy nhóm với là B lập. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm. A lập thì nhóm với là BA bình. Để trừ AB bình thì nhóm với trừ AB bình. Cuối cùng là cộng tiếp với AB bình như các em này. Nhóm với là B lập. Thì bây giờ cứ hai hàng tử thì đặt nhân tử chung. A lập cộng với BA bình thì thầy đặt A bình làm nhân tử chung nè. Trừ A bình B thì trừ tiếp AB bình thì thầy đặt trừ AB làm nhân tử chung nữa. Biểu thức cuối cùng này, AB bình cộng với B lập thì thầy đặt B bình làm nhân tử chung. Như vậy thầy viết này, biểu thức này này, A bình nhân với A cộng B này, trừ AB, đúng không? Đây là có AB chung, thầy đặt trừ AB. Trừ AB thì còn lại A cộng B này. Thì sau này là có B bình nhân tử chung này, chúng ta đặt B bình này. A cộng B. Các em thấy là trong ba cái biểu thức này đều có A cộng B thì chúng ta đặt A cộng B làm nhân tử chung. Nhân với biểu thức A bình trừ AB cộng B bình. Như vậy là chúng ta đã biến đổi về tích rồi các em này. Như vậy chúng ta kết thúc. Bây giờ là câu C là từ trên có nhận xét gì? Từ trên có nhận xét gì thì các em thấy này. A bằng A lập cộng với B lập. Rồi A cũng bằng biểu thức này. Vậy thì hai cái biểu thức này nó bằng nhau đúng không? Ta nhận xét hai biểu thức đó bằng nhau. Và đây người ta gọi là một hàng đẳng thức em này. Đây là tổng hai lập phương này. Tổng hai lập phương. Các em nhớ tổng hai lập phương là A lập cộng B lập bằng A cộng B nhân với A bình trừ AB cộng với B bình. Các em thấy là A bình này mà trừ cho AB, nếu trừ 2AB thì là A bình trừ 2AB cộng với B bình, người ta gọi là hiệu bình phương của hiệu, đúng không? Bình phương của hiệu. Và bây giờ thiểu số 2 người ta gọi là bình phương thiếu của hiệu. Lập A cộng với lập B bằng tích của tổng với hiệu bình thiểu 2. Để bỏ số 2 này đi. Để chúng ta nhớ. Thì bây giờ từ đây thì các em sẽ có là
hiểu hai lập phương thì làm như thế nào. Một định hiểu hai lập phương rất đơn giản, chúng ta sẽ thấy B này bởi trừ B, thấy B này bởi trừ B các em. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cái chú ý sau đây. Cái chú ý bây giờ từ cái sau này, chúng ta thay B bởi trừ B thì ta được, chúng ta phải thay vào vế trái và vế phải. Ở vế trái á, thì A lập cộng với trừ B tất cả lập phương, mà lập phương của một tích thì bằng lập phương của trừ 1 nhân với lập phương của 3, mà lập phương của trừ 1 thì bằng trừ. Như vậy xuất hiện là A lập trừ B lập. Bây giờ chúng ta thay B sau này bởi trừ B thì chúng ta viết lại cái vế phải này. Vế phải này, thay B bởi trừ B thì ta được cái nhân tử thứ nhất là A trừ B này. A bị phương bịt lại này, thay B bởi trừ B thì là trừ bị trừ thành cộng, cộng AB cộng BB. Và từ đây chúng ta được một cái hàng đẳng thức, đó là hiệu hai lập phương. Hiệu hai lập phương thì bằng A trừ B nhân với, đây là bình phương thiểu của tổng này các em này. Các em thấy là hai công thức này có cái đặc điểm này. Trước này cộng này, thì A cộng B này. Trước này trừ này, thì có A trừ B này. Tổng thì bình phương thiểu của hiệu, mà hiệu thì bình phương thiểu của tổng. Thế thì đến đây chúng ta cũng có câu thơ như vậy. Chúng ta nhớ một câu thơ là nhớ thôi. Lập A trừ với lập B bằng tích của hiệu với tổng bình thiểu 2. Lập A cộng với lập B bằng tích của tổng với hiệu bình thiểu 2. Các em nhớ một câu thơ thì các em sẽ nhớ được. Như vậy là chúng ta đưa đến một cái biểu thức như thế này. Người ta gọi là hằng đẳng thức. Hằng đẳng thức này được gọi là tổng hiệu hai lập phương. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Kiến thức cơ bản. Với hai biểu thức tùy ý A và B thì chúng ta có A lập cộng B lập này, bằng A cộng B này, nhân với A bình trừ AB cộng B bình. Biểu thức thứ hai là bình phương thiểu của hiệu. A lập trừ B lập này, thì A trừ B này, sau này là bình phương thiểu của tổng này, thiểu số 2 các em. Lập A cộng với lập B bằng tích của tổng với hiệu bình thiểu 2. Lập A trừ với lập B bằng tích của hiệu với tổng bình thiểu 2. Câu thơ như thế, chúng ta nhớ cho nó nhanh. Thế thì cũng giống như những cái bài hằng đẳng thức, thì chúng ta sẽ luyện tập cái dạng thứ nhất là viết vế trái sang vế phải. Chúng ta luyện tập. Bài thực hành sau, viết các đa thức sau dưới dạng tích, tức là viết dạng tích là viết vế phải đấy các em này. Thì bây giờ chúng ta giải câu A trước. Bây giờ các em phải viết cái biểu thức thứ nhất này. Về A lập này, biểu thức 1 này là 1 lập đúng không? Số 1, mũ bao nhiêu nó cũng bằng 1 cả. Số 8 này bằng mấy các em? Bằng 2 mũ 3. 2 mũ 3 mà nhân với y mũ 3 thì chúng ta sẽ viết lại là 2 nhân y tất cả mũ 3. Thầy viết lại. Còn với 1 này 1 mũ 3. 2 mũ 3 nhân y mũ 3 là bằng 2 nhân y tất cả mũ 3 các em. Đó là phép toán về lũy thừa. Như vậy chúng ta viết về là 2y tất cả mũ 3 cộng với 1 mũ 3. Như vậy là xuất hiện A mũ 3 cộng với B mũ 3. A là bằng 2y, B bằng 1. Thì các em nhìn vào đây để các em viết 2y cộng với 1. Sau này là các em viết bình phương thiểu của hiệu. Thì số thứ nhất này này, các em bình phương lên. Rồi các em trừ cho tích của hai số, đó là 2y nhân với 1. Sau đó các em cộng với 1 bình phương này xong. Bây giờ chúng ta viết gọn lại một tí. 2y cộng 1. Thừa số cho 2y tất cả bình phương là bình phương của 2 là 4, y bình phương. Trừ cho 2y cộng với 1 là kết thúc. Như vậy chúng ta viết biểu thức này gọi là xong các em, dễ dàng tích. Trên này cũng dàng tích nhưng mà thực hiện các phép tính chơi xong. Đây mới là dàng tích vì chúng ta thực hiện các phép tính xong rồi. Vậy chúng ta kết luận biểu thức ban đầu thì bằng 2y cộng 1 tất cả nhân với là 4y bình trừ 2y cộng 1. Bây giờ sang câu B. Câu B thì nó đơn giản hơn. Y mũ 3 mà trừ cho 8. 8 thì bằng 2 mũ 3 các em. 8 thì bằng 2 mũ 3. Như vậy xuất hiện là y mũ 3 mà trừ cho 2 mũ 3 là A bằng y mà B thì bằng 2. Như vậy chúng ta áp dụng công thức thứ hai này. Thì được y trừ 2 là đầu tiên đúng không? Nhân với
Y Bình, Y Bình đây này, qua đây là cộng này, Y nhân 2 thì thầy viết là 2Y này, để cộng với 2 Bình Phương. Bây giờ mình Bình Phương số 2 là 4 thôi, là mình xong. Bằng Y trừ 2, từ số chữ Y Bình, cộng Y cộng 4, như vậy phép tính này chúng ta thực hiện xong rồi. Vậy chúng ta kết thúc kết luận. Vậy Y mũ 3 trừ cho 8 nó sẽ bằng Y trừ 2 tất cả nhân với Y bình cộng với 2Y cộng với 4. Chúng ta kết thúc. Như vậy là dạng thứ nhất chúng ta xong. Bây giờ dạng thứ hai là dạng chúng ta biến đổi về phải sang về trái. Tiếp theo ta viết về phải sang về trái, tức là viết ngược lại thế này, viết như thế này gọi là viết chi các em nhỉ, viết theo cách thu gọn đúng không, thu gọn cái tích này. Thực hành tính câu A và câu B, dĩ nhiên là muốn tính câu A câu B mà thì các em nhân vào cũng được thôi, nhưng mà nếu làm như vậy thì các em không vận dụng được khăn đặc thực. Thì bây giờ chúng ta nhận xét này, đây là A này cộng với B này, A bình này để trừ cho AB này, để cộng với B bình là một bình. Như vậy là rơi vào dạng hằng đặc thức rồi. Thì chúng ta không thực hiện phép nhân mà chúng ta áp dụng công thức. Các em nhớ lưu ý điều đó nữa. Như vậy ở đây là chúng ta viết lại này, A cộng B này, A bình này trừ AB là đúng là trừ X này, để cộng với một bình. Như vậy không thay đổi đúng không nào? Đây chính là hằng đặc thức. X mũ 3 cộng 1 mũ 3. X mũ 3 cộng 1 mũ 3 thì chúng chính là X mũ 3 cộng với 1 thôi. Bây giờ chúng ta kết luận. Chúng ta kết luận là chúng ta viết lại cái biểu thức ban đầu. Nó sẽ bằng X mũ 3 cộng với 1. Bây giờ sang câu B. Các em cũng nhận diện xem thử có dạng của hằng đặc thức không. Nếu không có dạng hằng đặc thức thì các em nhân từ từ vào. Mà có dạng hằng đặc thức thì các em thực hiện phép nhân là không được. Bởi vì sao? Nó dài. Đúng không? Bây giờ câu B. Bây giờ nhận diện xem có hai dạng hằng đặc thức này. Đầu tiên là A trừ B này, trong này là tổng nó được rồi này. Bây giờ mình kiểm tra này, 2X tất cả bình phương này là đúng bằng 4X bình phương. Đúng rồi nè. Cộng với tích hai số này này. Tích hai số này là bằng cộng với là 2X nhân 1 phần 2 là cộng với X là đúng rồi này. Đấy. Cộng với bình phương rô thứ hai này này là 1 phần 2 bình phương là 1 phần 4. Như vậy là đúng dạng hằng đặc thức rồi. Bây giờ mình viết lại cái dạng một tí để cho nó đẹp. Bằng tiếp 2x trừ 1 phần 2 từ số cho 2x bình phương, số thứ nhất bình phương. Sau này chúng ta viết tổng của tích hai biểu thức 2x với 1 phần 2. Sau đó chúng ta viết là bình phương của biểu thức thứ hai là bằng 1 phần 4 nha các em. Đấy, như vậy chúng ta kết thúc. Bằng tiếp bằng 2x tất cả mũ 3 mà trừ cho 1 phần 2 mũ 3. Bây giờ chúng ta phải thực hiện phép tính này một tí. 2x mũ 3 là bình lập phương của 2 á, thì bằng 8 nhân với x mũ 3. Trừ cho lập phương của 1 thương thì bằng lập phương của 1 là 1 trên 2 lập phương là 8. Chúng ta kết thúc. Vậy chúng ta viết lại đáp số cho nó gọn. Như vậy là chúng ta tính xong cái biểu thức này. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Cái bài tập cuối cùng là bài toán vận dụng. Bài toán vận dụng này rất hay. Người ta cho các em một cái khối lập phương này, cạnh bằng 2x cộng 1. Bây giờ người ta cắt bỏ đi một khối lập phương có cạnh là x cộng 1. Thì hỏi là cái thể tích phần còn lại bằng bao nhiêu? Thế thì thể tích phần còn lại là các em phải thể tính thể tích của cái khối lập phương lớn mà trừ cho thể tích khối lập phương bé. Đã xong, đúng không? Mà thể tích khối lập phương thì bằng cạnh lập phương. Vậy thể tích phần còn lại chúng ta viết ngay là thể tích của khối lập phương lớn là bằng cạnh lập phương, tức là 2x cộng 1 lập phương, trừ cho thể tích của khối lập phương bé mà có cạnh là x cộng 1, vậy trừ cho x cộng 1 tất cả lập phương. Thế đến đây các em nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy rằng có dạng là gì? A lập trừ cho B lập. Đúng không nào? A lập trừ B lập các em này. A là 2x cộng 1, B là x cộng 1. Thế thì bằng A trừ B, A trừ B này, thì đồng là A trừ B này. Tất cả nhân với này, bình phương của A này là 2x cộng 1 này, cộng với tích của
AB này cộng với 2X cộng 1 nhân bình cộng 1 này. Rồi cuối cùng cộng với bình phương của B này, là của bình phương của X cộng 1. À, như vậy chúng ta bây giờ làm gòn là xong. Thằng là thức là xong rồi nè. Đi làm gòn này. Phá ngoặc thì có dấu trừ thì chúng ta đổi dấu này. 2X trừ cho X này. Thì còn là X đúng không? 1 trừ cho 1 hết. Như vậy là cái nhân tử thứ nhất chỉ còn X thôi. Bây giờ trong cái ngoặc vuông này chúng ta bình phương. Thấy bình phương nhanh. Bình phương của một tổng thì bằng bình phương số thứ nhất cộng 2 lần tích số thứ nhất nhân số thứ hai cộng với bình phương số thứ hai. Đó. 2X bình phương lên. 2X tất cả bình phương là bằng 4 bình phương này cộng với 2 lần tích này. 2X nhân 1 rồi nhân 2 là 4X này cộng với 1. Bình phương là 1 này. Qua cái tích này này. Tích này thầy nhân như sau này. 2X nhân với X ấy, là được 2X bình này. 2X nhân với 1 thì cộng với X nhân 1 là 3X này. 1 nhân với 1 là 1 này. Bình phương của số thứ hai là biểu thức thứ hai là X bình phương này cộng với 2 nhân với 1 nhân X là 2X này cộng với 1. Bây giờ chúng ta làm gọn lại. Rút gọn cái biểu thức trong ngoặc vuông. Ngoài cùng là X nhân với 2 bình phương cộng với 2 bình phương là 6 bình phương cộng với 1 X bình phương là 7 X bình phương. Bây giờ qua đồng dạng thứ hai là 4X. Đồng dạng thứ hai là biểu thức A nhân X cho em. 4X cộng với 3X là 7X. 7X cộng với 2X là 9X. Xong qua cái số 1 cộng 1 cộng 1 là 3. Bây giờ chúng ta nhân vào. Bởi vì là người ta hỏi là tính thể tích phần còn lại. Nhưng mà viết kết quả dưới dạng đa thức. Đây có đâu phải là đa thức. Đây là tích của hai đa thức. Viết đa thức thì phải chúng ta viết là tổng đúng không nào? 7x bình phương nhân với x là 7x mũ 3 cộng với 9x nhân với x là 9x bình phương cộng với 3x. Như vậy chúng ta kết thúc. Chúng ta trả lời với thể tích phần còn lại là 7x mũ 3 cộng với 9x bình phương cộng 3x để chúng ta kết thúc. Như vậy là hôm nay thầy hướng dẫn các em cái hàng đẳng thức đó là tổng hiệu hay là phương. Các em về nhà nhớ công thức một tí. Hôm sau chúng ta lại tiếp tục học cái phần cuối của bài này. Đó là lập phương của tổng và lập phương của hiệu. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta tiếp tục theo dõi cái bài học. Để cho cái bài học của chúng ta được trọn vẹn. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.